Rồi thì đầu dây Tiến xin chào tất cả mọi người nha. Đó, thì hôm nay Tiến quản lý bữa ông cả nhà. Thì còn Hoàng Tiến là Duy nha, chào nha Duy. Đó thì sáng sớm Duy khởi đầu nha cả nhà. Thì cái này là cây gốc gừng năm rồi nó có về một lần. Anh Nghĩa bắt nha cả nhà. À, chiếc này thì nó về một lần nữa nhưng mà anh em lượm trước một dao rồi. Thì dao thứ hai thì Tiến vô tình gặp nha cả nhà. Thì anh em nào có coi clip này thì cho Tiến xin dao hai ha. Thì bây giờ thì để Duy lên Tiến bắt quay cho nhà xem. Hy vọng mình sẽ có mặt nha cả nhà. Thấy cũng nù nù rồi đó. Cái kiếm ba sợi nít được mà. Cây giữ thận cây cài cây trầm bành đi ha. Cây này anh em leo được hay ăn cắp em thua à. Thua anh bắt luôn ta dạy về đi xin bắt có ổng nhưng không bận đâu kìa. Rồi xuống ngồi chịu đi. Cái bự lắm cái nhà, anh em mình phải tìm thế này mới được cái nhà. Được chưa? Ông anh mà lấy cây tre em khỏi xuống luôn. Ông anh lấy cây tre em khỏi xuống luôn. Rồi lên cái nhà này. Lên tới đây được khỏe. Cày quá trời hớp cái cây. Cây cổ thụ rồi nha. Cây này anh em không biết cây gì luôn nhé. Lâu năm dữ lắm luôn. Nhánh là bằng cái cây luôn. Nhánh là không bằng cái cây đó đây nè. Móc lại của anh em thử cái có mặt không đây nha. Tại vì anh em cắt hết dao rồi. Thấy không cũng trầm trọng. Ngon trên đó đó nha. Cũng gọn. Ông mày hung. Nhìn thế biết hung rồi. Mày quýnh lắm. Ông cái nhà. Ông nghĩ chắc mặt không nhiêu đâu. Dạ luôn rồi nha.
cũng nguyên luôn cả nhà. Cắm vô luôn nha. Để gọi quay cho nhà xem. Ừ, cũng gọn cả nha. Đó. Xe của mặt hả? Lít nước ngoài. Vô trời này. Quá đã. Phải đầu hổ đầu tiên luôn nha. Thấy nhà này chưa bắt ổ nào. Rồi. Bắt cái nha. Gặp nó đi luôn cả nhà. Nó hết con. Mình về ổ mới đi. Nó hết con. Cắt vô tài thử cỡ nhiêu rồi nè. Lít được cả nhà. Lít được. Trời thật cái gì vậy? Gì vậy khác? Đúng rồi đấy. Cây quá trời cây luôn nè. Quá trời cây bự. Cái nhánh của nó là bằng cái cây của người ta. Nó có cây gì ngon quá trời ta. Lên đường nào hút tiêu trời. Lên được hết đường xuống rồi anh ơi. Hết đường xuống rồi. Lên dễ lắm.
cây nha, nhánh nó bằng cái cây. Ông anh đâu rồi? Cái ché đâu vậy? Mày dính đi. Lấy cây tre em khỏi xuống. Mình lấy cây tre em khỏi xuống. Ngủ trên này luôn. Chỉnh nha. Nắng quần bị tét lỗi đùm chứ anh. Không chết luôn, không chạy. Được không? Đánh vô đi. Ba sĩ. Thấy không? Đó. Còn miếng con này thằng lọc lại cái này. Đó, thì cái nhà này càng xài mong cứ liên hệ anh em mình nha. Dạ anh em mình đi tiếp dập ổ xuống quay cái nhà xem nữa. Rồi cái nhà, thì tới đây hai anh em vừa hẹn tôm thứ hai cái nhà. Đây. Đây là địa chỉ này, cái nhà thấy chỗ đen đen không? Đó, thì ông này cũng trọng trọng cái nha. Mà con thấy nó bu kỳ quá. Với con mạc không đây nữa nè. Cũng có mà, hy vọng ổ gin nha. Anh em cắt dục sáp đâu chắc bệnh luôn quá. Rồi thì sẽ lên qua thử nha, hy vọng có mặt nha. Để tiết tiền lên xử lý ông bằng trước nha, ngay đó đó. Ông bằng nhìn bệnh vậy. Hai ba ổ luôn. Rồi mời nhà đồng hành tiếp. Rồi lên nha. À, anh trà là bao 2 lít nghe nha. Anh tiếng này tiếng thấy nó gò mà nó gò dạng gò hơi hơi. Tiếng đó cái lít tiếng ngoài thôi chứ không nhiều đâu. Kẹo lớn nên cũng biết được cái nha. Anh biết. Dây tắt không đây? Dây ông tắt tắt rồi. Gì hương ghê á này cái hai ở ngượng ông làm nữa chết kìa. Thấy cũng lớn rồi kìa. Tiếp mặt ra đây thấy nó cũng phù phù lên.
luôn. Đây cũng dữ. Được lít máy. Ở kìm cái mày cuốn mặt quá. Ở kìm cái nha. Cuốn nữa nè. Mặt không bệnh chứ đi. Quay được mặt cho nhà xe cái cũng cắt nha. Tại đây cũng gần nhà người ta, nhà xã ránh người ta quá. Đó nha, mặt nè. Bị phì dày đúng không nha. Đây nè cả nhà. Đây kia dướng cây. Đít dữ nha nha. Rồi tiếp cắt. Mình tranh thủ mới được. Làm dưới xong là không sợ rồi cả nhà, nhưng mà quan trọng là sợ đánh ta. Chung cổ này mặt nhà mặt nó yếu. Nó mạnh được mặt lắm. Phì cái nha, cái đường cua vậy, bằng dính dây. Trời nha, quá đẹp. Con trà ngồi dưới coi thấy ghét nha. Cuốn nha. Cuốn ngủ rồi. Trời sát tài quá. Thấy không? Sát quá ha. Mặt cái vô nữa ổn nha. Chỉ muốn cắt vậy. Động nó ở thì cũng được. Tại nó vô mặt nữa không? Dĩ nữa, gần nữa mới dĩ. Nó một tiếng mới làm gì cái này. Cuốn nha. Đưa cái giỏ xuống cuốn nè.
xuống tới gốc này nè. Thì giọng ngọc nó ở nghĩa nha. Chuyến sau qua đây nó thích ăn có cắt dao hai được cái này. Đã chứng cắt hơi sâu không chứng trường, cắt vuông dứt luôn thì nó ở cao hơn. Ở không anh Trà? Chắc con gì đâu cũng bệnh rồi. Sát quá hay gì? Rồi được rồi. Không sát, không sửa xéo xuống không được. Sửa xéo trở đi. Lít hả? Cái gì? Thích dữ. Trời ơi. Nó quýnh cái mặt tôi cũng bệnh rồi. Cả nhà, cả nhà. Thằng mập á, tôi không em mà lên là cứ thay lít cái nè. Ôi, để thừa nữa. Thật bản bự. Cái bản bá luôn nha, lại dánh nhánh cái bự cái nè. Còn phấn không? Còn phấn đỉnh nè. Học lại cái này xong. Đó, hữu ông thì tiến sửa hơi sát tay nữa nha. Tại vì cái dĩ của nó dạng nó cụ mặt nó vô nữa, không gần nửa ổ nữa nha. Nó dài á, cụ mặt nó được cái dài á. Đâm ra tiếng sửa như vậy, hy vọng là nó sẽ ở, nó kéo nữa nha. Còn nó không ở thì cũng không xui đi. Chứ nó sẽ ở. À, nó đi. Không ở thì nó đi chứ sao giờ. Bây giờ cụ mặt nó leo bỏ lại đó nha. Rồi, bây giờ mà. Sửa vuông quá thì nó không có đẹp mắt. Rồi, thì để gặp ổ tiếp theo chúng quay cho nhà xem đó. Bây giờ đồng hành với hai anh em mình. Thì tiếng cũng vậy để chọn cái nhà ơi. Thì nãy tiếng với Di bắt thêm được 3 tổ nữa mà không quay với nhà xem là do là cái cam của tiếng á, bên cái nhà. Trong quá trình tiếng đi nó bị cắn hay sao cả nhà. Nên là mở ra nó nóng hổi luôn mà nó hết pin luôn cả nhà ơi. Thì tiếng mới vừa sạc lại đang tiếng quay cái thành quả cho nhà xem. Rồi tiếng mới vừa về tới chọn cả nhà. Chắc cũng về chứ cũng cả tiếng ngoài cả nhà. Đang sạc cái pin đang quay cho nhà xem cái thành quả nè. Thì bữa nay thì tiếng với Di đi cũng im im cả nhà. Nhưng mà cũng được thôi, cũng có mấy ổ bị anh em cắt trước nha nha. Thì đi sau lùa anh em. Nhưng mà cũng mót được mấy ổ sót. Giờ đây trước tiên thì tiếng sẽ quay những ổ gùi cho nhà xem nha. Đó thì bị tiếng có báo ông gùi nha cả nhà. Ông gùi thì tiếng đi tiếng gặp tiếng bắt. Và khi tiếng gùi luôn mà tiếng có quay cho cả nhà xem. Đó cả nhà thấy không? Đây mà ông gùi bên tiếng nha. Đó. Mà hôm qua hôm kia tiếng bắt được con giỏi nữa cả nhà. Vì cũng hai anh em mới có nhiều này chứ nhà chứ không hay ngên cả nhà. Đó, cả nhà thấy chám giỏi không? Thì cả nhà nào cần xài ông gùi thì cứ liên hệ tiếng nha. Cái số điện thoại tiếng thì lúc nào tiếng để với phần mình lựng cái nha. Đó, còn đây là mặt không gừng cả nhà. Đó, con gừng thì mặt lít nghe gì gì nha cả nhà. Tiếng vô chai gì nè cả nhà. Đó, còn mặt ký thì tiếng lúc nào tiếng có mặt ký nha. Đó, mặt lít cũng con vậy cả nhà. Chứ tại vì đây là chỗ này và tiếng mới vừa dọn cái phòng trọ lên lại. Đây là mặt có một số mặt tiếng sẽ để vô cái thùng xốp cả nhà. Đó, mặt cũng hoàn toàn mới bắt vài bữa nay thôi và tiếng nhét vô thùng xốp một mớ cả nhà. Thì tiếng không có để đây cho nó gọn. Cô dì chú bác nào có dặn tiếng thì tiếng sẽ đem ra và tiếng đóng hàng gửi đi cho cô dì chú bác và tất cả anh em nghiệp thôi. Đó, thì giờ tiếng tiếp tục là tiếng sẽ quay cái thành quả ngày hôm nay tiếng và Di cả nhà. Đây là cái tổ này đúng không, tiếng bắt nè, chạy kèo cũng cả lít lít ngoài nè cả nhà. Rồi nhà thấy nước không, tôm ra mặt này nó bị cái bọc trong bù lũ gì ta. Rồi tự nhiên nó mềm xèo luôn. Đó nhà thấy không, ba tiếng cắt ba cục nghe nha, chạy kèo cục đầu với hai cục nhỏ. Tiếng móc cái cam ra cái nhà, cái ổ này tiếng móc cam ra rồi mà quay lại nhìn đến lui thì cam hết pin cái nhà ơi. Nên bắt buộc tiếng cũng không quay cho nhà xem được. Quay điện thoại thì cái nhà cũng không thấy gì đâu, điện thoại tiếng của bắp mà. Thì bây giờ tiếng tiếp tục là tiếng sẽ quay thêm nữa nghe nha. Đây là một ổ nha, ổ này tiếng đón cái lít ngoài nha, nặng lắm nha, mà mặt này cái nhà đó. Đây cái ba lô quay được cho nhà xem có hai ổ. Ổ đầu tiên chắc cái áo gì cái nhà, ổ thứ hai là thì ổ thứ hai chắc ổ cái bằng tiếng quay đây, ổ cái bằng đây cái nhà, nhìn thấy không đó, cùng mặt ngồi nguyên luôn, tiếng quậy kỹ với nha. Ổ cùng mày cái lít giữ cái nhà, ổ cái bằng á. À, đây đi. Ở nhà cũng thấy đó, mặt cục thì tiếng bắt về, nói chung là cục nào đó nó còn bảo bản được thì tiếng giao mặt cục nghe nha. Còn mà bảo bản không được thì tiếng sẽ giao mặt lít nghe nha. Thì tiếng đường xa thì tiếng cũng mặt lít thì nó sẽ hợp lý hơn. Tại mặt cục này cái gửi tới cái nhà nhưng khi nó dập, trong khi nó thời gian nó lâu nữa thì đâm ra cái mặt nó chất lượng mặt nó sẽ không còn bảo tốt bằng mặt lít như vậy nghe nha. Dắt lít như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Đó chứ không phải là mặt cục, thì nói chung mặt cục mặt lít thì quan trọng người bán cái nhà, chứ không phải là mặt cục mà là mua về mà nó cái chất lượng nó tốt hơn cái mặt lít nha nha.
đó là không pha, cái đó là tiếng xin chia thẻ luôn. Thì khi mà cục như vậy mà nếu mà người ta muốn này kia vô thì người ta làm vẫn được cái nha. Chủ yếu mình bán mình làm ăn cái uy tín là trên hết, thì như vậy khách hàng mình nó càng ngày càng nhiều đó, thì cái nghề tiếng mới sống nó mới thoải mái, có nhiều khách hàng được cái nha. Thì như vậy mặt ông tiếng bán được nhiều cái nha, thì nên là cả nhà cái yên tâm vấn đề chất lượng, tiếng giao mặt cho cái nhà tiếng đảm bảo chất lượng cho cái nhà nó. Với lại tất cả anh em đồng nghiệp mà mua đi bán lại mà có dạng thiếu mặt bán thì cứ liên hệ tiếng nha. Ở đây là tiếng cho một chiếc những cái mặt ông mà tiếng gấp nhiều nha, chứ tại tiếng dẹp bớt cái nha. Tại vì có số gọi là tiếng bữa tiếng dọn trọ tiếng có nói đó cả nhà, nên là tiếng sẽ dọn kiểu dẹp bớt chứ không để đây cả nhà. Rồi tiếp tục cả nhà ơi, đây là cái vòng của dì bác nè cả nhà, mặt đẹp lắm nè cả nhà, không có lít ngoài nữa cả nhà, mà không có quay cho nhà xem được. Ổ này tới rồi anh em biết không có cam mà nên là quay bắt luôn cả nhà ơi, chám voi luôn nha, thấy không đó. Đây là tiếng bảo quản một cục cả nhà, cục cục chứ nó cũng chảy nước ra nhà cũng thấy đó, chứ sao mà cỡ nào cũng phải chảy nha, chứ không mà nó nằm trong cục hoài được. Tại vì cái mặt ong nó sáp nó mềm mà, cái nhà đi quẩy đi thịt gì mình bắt ngổ mình phải đi tiếp tục phải đi nữa, chứ không phải là mình nghĩ cái nhà nên là bắt buộc cũng phải ra nước. Trên cây xuống là đã xuống nước rồi, quẩy hồi nó sẽ ra nước nữa. Lỗ cây gáo chám dồi, cây chám dồi mà cũng ra nước nữa nha, thấy không, chám dồi nó cũng dọc xuống dưới rồi nè, cái nhà thấy nè. Ôi gáo này có ba xị với cái nha, nó thì Di quay cho nhà xem đó, chám vô cũng nửng nè. Thì thành quả chỉ được như đây thôi cái nhà, 3-4 tổ mà quay cho cái nhà xem được 2 tổ rồi, đúng rồi 4 tổ với 5 tổ nha, 4 tổ quay xem được 2 tổ thì thành quả cũng chắc cũng cỡ tiếng đón cỡ 4 lít mấy 5 lít thôi cái nhà ơi. Đó chỉ lồng gùi trong cái nhà đó, thì mặt lít tiếng sẽ dắt vô chai như vậy đó, nó để 500ml đàng hoàng cái nhà. Đó, cái nhà nào đang xài mà ông thì cứ liên hệ tiếng theo số điện thoại là 0799 835 6605, thì đó sẽ gọi Zalo tiếng nghe nha. Thì bây giờ tạm thời tiếng xin kết thúc video tại đây, hy vọng là cái nhà xem video thấy hay hãy để tiếng một like và đừng đến kênh đăng ký kênh ủng hộ nha. Và tiếng xin chào, hẹn gặp lại cả nhà video sau tiếng, bye bye cả nhà.